Việt Nam trở thành thiên đường mới cho nhà máy lớn và netizen Trung Quốc nói gì? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Nhà máy giày Luzu của Việt Nam đang được xây dựng rầm rộ. Từ Đông Quan sẽ chuyển về Việt Nam vào năm 2025. Thật đáng tiếc khi Đông Quan sẽ mất đi thêm một nhà máy giày hàng chục năm tuổi nữa. Đó sẽ là ký ức vĩnh viễn cho thế hệ 7X, 8X. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Nếu nhà máy chuyển sang Việt Nam, người dân Đông Quản chúng tôi sẽ sống bằng gì đây? Bạn có thể tăng tiền thuê nhà ngay bây giờ. Đông Quan về cơ bản đã xong rồi. Mọi nơi đều trống rỗng, người dân địa phương đã biến mất. Tất cả chỉ còn lại là đống bê tông cốt thép rỉ sét. Do chúng ta đã loại bỏ các ngành công nghiệp cấp thấp và đẩy nhanh chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp. Tôi hỏi bạn vậy nó đã được nâng cấp chưa? Nhà máy rời đi vì thuế cao. Chúng tôi rời đi sau 16 năm. Gia công OEM của ANL. Họ thì có những gì chứ? Việt Nam hiện nay chủ yếu xuất khẩu nông sản, thủy sản. Nhà máy chỉ cung cấp việc làm thôi. Công nhân phổ thông ở Việt Nam thường kiếm được 2.000 đến 2.300 nhân dân tệ một tháng, trong khi công nhân lành nghề có thể kiếm được khoảng 3.000 nhân dân tệ một tháng. Để tôi nói cho bạn biết, ở các quận trên đại lục, có rất nhiều công việc chỉ trị giá hơn 1.000 nhân dân tệ. Ở các vùng ven biển, mức lương cao hơn nhưng đều là do làm thêm giờ. Tôi sống ở một thành phố ven biển, nhưng tìm được việc làm đã khó chứ chưa nói đến tiền lương. Tôi dự định đến Bắc Kinh để kiếm sống. Không thể nào, mức lương trung bình của công nhân ở quê tôi là 3.000 đến 5.000 tệ. Sự khác biệt nằm ở chỗ làm thêm ít hay nhiều. Con gái hàng xóm của tôi ở tỉnh Giang Tây đã kiếm được hơn 1.000 nhân dân tệ khi mới bắt đầu làm giáo viên, sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm. Cô ấy cũng làm đầu bếp ở một đơn vị trong huyện, cũng được trả lương 1.800 nhân dân tệ. 8 giờ một ngày, trung bình một công nhân trong nhà máy ở khu công nghiệp quận có lương hơn 3.000 nhân dân tệ nếu làm thêm giờ. Hiện nay số lượng nhà máy trong khu công nghiệp của quận chúng tôi dao động từ 3.000 đến 5.000. Dì tôi khoảng 50 tuổi và làm việc ngoài giờ đến 9 giờ tối hàng ngày, khoảng 5.000 nhân dân tệ một tháng. Tuy nhiên, điều này không được khuyến khích vì lâu dần có thể dễ dẫn đến bệnh tật. Mức lương cơ bản hiện tại ở Đông Quan là 1.900 tệ, chưa bao gồm tiền ăn và chỗ ở, còn ở Thâm Quyến là 2.360 tệ, chưa bao gồm tiền ăn và chỗ ở. Nếu bạn không làm thêm giờ ở nhà máy trong nước, hãy thử xem một công nhân bình thường có thể kiếm được 3.000 nhân dân tệ một tháng không? Vấn đề là Việt Nam làm 8 giờ một ngày. Ai nói có rất ít công nhân lành nghề? Đồng nghiệp của tôi là công nhân lành nghề ở Việt Nam. Anh ấy lương khởi đầu từ 15.000 tệ. Mức lương tối thiểu ở Nam Ninh chỉ khoảng 1.800 tệ, tất cả đều dựa trên việc làm thêm giờ. Nếu người dân là người Trung Quốc, giá khởi điểm ở Việt Nam là 9.000 đến 10.000 tệ mỗi tháng, là mức thấp nhất. Điều quan trọng là người Việt Nam vui vẻ nếu không mua được ô tô, nhà ở thì sẽ không có áp lực gì cả. Mấu chốt là phụ thuộc vào giờ làm việc. Các nhà máy ở Việt Nam phải làm thêm giờ chứ không phải làm ban đêm. Bạn phải làm thêm giờ. Lương làm thêm giờ sẽ được tính riêng. Ở đó mọi người làm việc ít giờ hơn và chi phí sinh hoạt thấp hơn. Ở Trung Quốc, nhiều người sẽ không thể kiếm được hơn 2.000 tệ nếu họ làm 8 giờ trên ngày, nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ một lần. Công nhân của chúng ta có thể làm được 10 đôi giày, nhưng họ chỉ có thể làm được 7 đôi. Sau 8 tiếng một ngày, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa lương cao bằng người khác. Công đoàn Việt Nam sẽ không dung thứ cho ông chủ Trung Quốc. Công việc chung ở Đông Quan là 2.000 tệ trong 8 giờ một ngày. Trợ cấp ăn uống là 300 tệ và không bao gồm chỗ ở. Đừng hỏi làm sao tôi biết. Lương của lao động phổ thông ở Việt Nam thấp, trong khi lương của lao động có tay nghề cao hơn ở Trung Quốc. Ở đó thiếu hụt nghiêm trọng công nhân có kỹ năng, và nhiều bạn bè của tôi đã tới đó. Nếu nhìn lại 10 năm nữa, mức lương ở Việt Nam vẫn như cũ không? Do vấn đề về dân số và thời gian, lương của họ tăng nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Các nhà máy ở Việt Nam khó tuyển được người khi mức lương chưa đến 3.000 tệ trên tháng. Và mức lương tối thiểu gần 1.500 tệ. Trong khi đó có rất nhiều mức lương 2.000 tệ ở đại lục. Nó cao hơn nhiều so với những nơi ở phía Bắc. Điều quan trọng là hiệu quả sản xuất của nó, thậm chí không bằng một nửa so với Trung Quốc. Việc di rời công ty ít liên quan đến tiền lương lắm. Nhà tôi ở ngay biên giới với Việt Nam. Nếu bạn muốn họ làm thêm giờ ở đó thì đừng nghĩ tới. Nhà máy không thể không làm thêm giờ. Đừng nghe lời đồn. Chúng tôi có hai nhà máy ở Việt Nam, một ở Hà Nội và một ở Hải Phòng. Họ có những tòa nhà kim loại và làm việc theo ca liên tục. Ngày càng có nhiều người nộp đơn xin việc. Họ vẫn làm thêm giờ. Tôi đã thấy một số người gốc Việt nói rằng các nhà máy ở Việt Nam vẫn làm việc ngoài giờ.
nếu có tiền thì sẽ có nhiều người sẵn sàng làm thêm giờ. Công ty chúng tôi đã mở nhà máy chi nhánh tại Việt Nam vào năm 2011, làm với 2 ca. Không phải họ đều là người Việt sao? Thế nên không có gì là chắc chắn cả. Bạn có biết ở Trung Quốc tính làm thêm giờ như thế nào không? Nó không phải là 1,5 lần nếu bạn cộng thêm 4 giờ, đó là một ngày lương. Nhà máy của chúng tôi có lịch trình 12 giờ ở Nam Kinh và làm việc theo 2 ca. Họ đang làm rất tốt. Các nhà máy ở Việt Nam không có ký túc xá cho công nhân, chỉ có khu nghỉ trưa. Nếu bạn không làm thêm giờ, chi phí sẽ tăng lên và mọi người sẽ chuyển đi ngay lập tức. Vào những năm 1990, bố tôi làm việc ở một công trường khi đó, làm thêm vài giờ vào ban đêm tương đương với một ngày lương ban ngày. Mọi người đổ xô đi làm, giá cả dần dần giảm xuống. Nếu bạn chưa từng đến Việt Nam thì đừng tung tin đồn rằng Việt Nam có tháng làm 26 ngày, thứ bảy không có ca làm. Người Việt Nam không hề lười biếng, trước đây tôi đã tuyển được 4 người, họ còn chăm chỉ hơn một số người trong đại lục nhiều. Những người đã làm việc ở Việt Nam trên 5 năm về cơ bản không thể thích nghi được với việc làm ở Trung Quốc. Nhà máy yêu cầu làm thêm giờ, nhưng công nhân sẵn sàng làm thêm giờ. Lương tăng một chút có thể cải thiện cuộc sống của họ. Tôi bảo bạn làm thêm tùy theo tâm trạng, đừng ép tôi. Tôi đã đến đó nhiều lần và một số nhà cung cấp đã chuyển đến Việt Nam. Và công nhân thậm chí còn khó quản lý hơn. Chỉ vì nhà các bạn ở biên giới không có nghĩa là bạn hiểu được, tôi đã làm việc ở Việt Nam được 3 năm. Nếu bạn không làm thêm giờ thì lương cũng không sao, nhưng bạn sẽ được đề nghị làm thêm giờ ngay. Công ty sẽ không cho bạn làm thử. Bạn phải làm thêm giờ mỗi ngày với mức lương 2.000. Họ làm việc theo hệ thống 26 ngày. Bạn chỉ có thể nhận được mức lương cơ bản sau 26 ngày. Nhiều người trong số họ là hơn 1.000. Việt Nam có dân số 100 triệu người, lao động rẻ hơn nên việc đến đó là chuyện bình thường. Ở quận của chúng tôi, những người làm nghề thủ công như làm đồ chơi và quần áo hiện kiếm được hơn 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Những người chậm tay chân kiếm được hơn 1.000 nhân dân tệ. Trên thực tế, ở nhiều nhà máy ở đồng bằng sông Châu Giang, nếu không làm thêm giờ, lương của bạn khoảng 3.000 nhân dân tệ. Không bao gồm tiền ăn và tiền thuê nhà, về cơ bản chẳng có gì. Chỉ cần di chuyển đi, những nhà xưởng bỏ trống có thể phá đi xây dựng, để xây một số khu dân cư cao cấp. Tôi nghe nói nhà ở hiện nay rất được ưa chuộng. Nếu giá nhà tăng, bạn phải mua mọi thứ bạn cần. Họ bị kiểm tra quá nhiều mỗi ngày, nên họ phải chuyển đi vì không còn lựa chọn nào khác. Thuế quan quá cao, ban đầu là để xuất khẩu. Ai dám làm oem bây giờ? Cá nhân tôi hứa sẽ không mua giày, quần áo, điện thoại di động, nhu yếu phẩm hàng ngày và đồ gia dụng nhập khẩu trong tương lai. Dù sao đi nữa, sau khi nhiều nhà cung cấp của công ty chúng tôi rời đi, họ đều quay trở lại. Tôi cũng muốn chuyển đến Việt Nam. Ở đó thực sự phù hợp hơn với người miền Nam. Nhà máy lớn lẽ ra gần như phải chuyển đi. Họ đều là oem. Hầu hết các nhà máy của chúng tôi ở Phúc Kiến vẫn còn đó. Nhiều người ở Quảng Đông đã chuyển đi nơi khác. Tất cả những nhà máy này nên được chuyển đi. Đông Quan không còn phù hợp cho công nhân sinh sống. Mỗi làng đều thu phí vào cổng khi tất cả người ngoài rời đi, bạn sẽ không tìm được thứ gì nóng hổi để ăn. Mọi người đều thích bàn tán việc họ muốn chuyển đi hay muốn ở lại. Trước đây ở chỗ tôi có rất nhiều xưởng giày nhưng hiện nay không còn nhiều nữa. Khắp nơi ở Đông Quan đều trống rỗng. Khi tôi ra ngoài làm việc vặt, tôi thấy khắp nơi đều có nhà xưởng cho thuê. Ngay cả Foxconn cũng hối hận khi chuyển đến đó. Việt Nam bây giờ rất nổi tiếng, đừng để truyền thông đánh lừa bạn. Đó là Trung Quốc không có việc làm. Nếu không có việc làm thì đừng nên nói dối người Trung Quốc. Hiện nay ngày càng có ít người Trung Quốc và có quá nhiều nhà máy, nên những người có việc làm có thể phải chuyển ra ngoài. Ngày nay, khắp nơi ở đại lục đều có nhà máy, nhưng rất khó tuyển được lao động. Từ các bình luận được cung cấp, có thể rút ra một số kết luận về cách netizen Trung Quốc nhìn nhận về Việt Nam trong bối cảnh các nhà máy lớn chuyển sang. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi các nhà máy có lịch sử lâu đời rời khỏi Trung Quốc, đặc biệt là ở các thành phố như Đông Quan. Một số bình luận phản ánh lo lắng về việc mất việc làm tại địa phương, dẫn đến khó khăn kinh tế và ảnh hưởng đến cuộc sống. Việt Nam được nhìn nhận là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà máy, do chi phí lao động thấp và sự sẵn sàng làm việc thêm giờ của người lao động. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Việt Nam thiếu lao động có kỹ năng, hiệu quả sản xuất không cao bằng Trung Quốc, và các vấn đề này có thể là thách thức cho doanh nghiệp. Một số người bày tỏ ngưỡng mộ với điều kiện làm việc ở Việt Nam, chẳng hạn như thời gian làm việc ngắn hơn và môi trường chi phí sinh hoạt thấp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng mức lương thấp và điều kiện làm việc không bền vững có thể khiến Việt Nam gặp khó khăn về lâu dài. Một số bình luận khen ngợi người lao động Việt Nam chăm chỉ và sẵn sàng làm việc ngoài giờ.
Tuy nhiên, cũng có sự phê phán về việc quản lý lao động ở Việt Nam, cho rằng khó kiểm soát hơn so với Trung Quốc. Một bộ phận netizen cho rằng việc các nhà máy rời đi là tất yếu trong quá trình chuyển đổi và nâng cấp ngành công nghiệp của Trung Quốc. Trong khi đó, một số khác lo ngại rằng sự rời đi này chỉ để lại những khoảng trống kinh tế và xã hội tại các khu vực từng phát triển nhờ công nghiệp. Nhìn chung, netizen Trung Quốc có cái nhìn đa chiều về Việt Nam, vừa công nhận Việt Nam là một đối thủ cạnh tranh tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất, vừa bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của việc các nhà máy rời đi đối với nền kinh tế và cộng đồng địa phương tại Trung Quốc. Sự hoài nghi về tính bền vững của mô hình lao động ở Việt Nam cũng phản ánh quan điểm bảo thủ trước những thay đổi nhanh chóng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.